Xin chào các bạn, như các bạn đã biết, vào đầu tháng 3 vừa qua, Samsung đã cho ra mắt bộ 3 Galaxy S20, S20 Plus và S20 Ultra. Một trong những tính năng nổi bật của dòng sản phẩm này đó là quay video clip với độ phân giải lên đến 8K và có thể chụp lại ảnh với độ phân giải lên đến 33 megapixel từ video clip 8K đã quay. Vậy tính năng này sử dụng như thế nào? Mời các bạn xem tiếp video clip nhé! Để quay video 8K, đầu tiên chúng ta mở ứng dụng máy ảnh, chọn chế độ quay video, chọn tỷ lệ khung hình là 9:16 hoặc 16:9 với độ phân giải 8K, sau đó nhấn nút quay và bắt đầu quay. Để chụp ảnh với độ phân giải 33 megapixel từ video 8K đã quay, đầu tiên chúng ta mở video 8K đó lên. Sau đó tua đến đoạn cần chụp. Chọn vào biểu tượng chụp ảnh ở góc trái màn hình. Lúc này chúng ta sẽ chụp được ảnh với độ phân giải 33 megapixel từ video 8K. Vừa rồi là các bước để quay video clip với độ phân giải 8K và chụp lại ảnh với độ phân giải 33 megapixel từ video 8K đã quay trước đó. Rất đơn giản đúng không nào? Mong rằng video clip này sẽ giúp bạn có những trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng sản phẩm của Samsung. Khi cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ đường dây hỗ trợ sản phẩm di động của Samsung 24/7 1800 588 855. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.